Thưa quý vị, thị trường hàng hóa đóng cửa tuần qua với lực mua rất mạnh trên cả bốn nhóm hàng hóa nguyên liệu. Chỉ số MSV Index tăng mạnh gần 3% lên mức 2.706 điểm, cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Và tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong tuần qua phải kể đến mức tăng vọt gần 12%, đóng cửa ở mức là 5.249 đô la Mỹ cho một tấn, dẫn dắt xu hướng toàn thị trường của giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 trên sở New York. Mặt hàng này thì được hỗ trợ trước lo ngại nguồn cung niên vụ 22-23 sụt giảm mạnh tại Brazil do ảnh hưởng từ thời tiết khô hạn kéo dài và đợt không khí lạnh được dự đoán là xuất hiện vào cuối tháng. Bên cạnh đó thì việc đồng riêng mạnh lên trong tuần qua cũng có yếu tố kiềm chế lực bán từ phía nông dân Brazil và hỗ trợ đà tăng của giá. Cùng với đó thì tất cả các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu trên Sở Chicago thì cũng đồng loạt tăng rất mạnh trong tuần vừa qua. Giá ngô kỳ hạn tháng 12 dẫn đầu đà tăng với mức tăng là 6,58% lên 261,5 đô la Mỹ cho một tấn. Đây cũng là mặt hàng có đà tăng ổn định nhất của nhóm nông sản khi giá tăng đến tháng mùng 7 tháng 8 và phiên giao dịch gần nhất. theo sau đó là khô đậu tương và lúa mì đều ghi nhận các mức tăng vọt. kết quả của cuộc khảo sát nông sản lớn nhất nước Mỹ trong tuần qua cho thấy hầu hết cây trồng đều chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và sâu bệnh. Năng suất ngô trung bình của các bang mà đoàn khảo sát đi qua đều được dự báo thấp hơn so với ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA trong báo cáo tháng 8. Triển vọng kém khả quan của mùa vụ tại Mỹ là yếu tố hỗ trợ đối với giá ngô xuyên suốt tuần vừa rồi. Theo MXV, thì trong tuần này giá nông sản có thể sẽ chịu sức ép từ lực bán chốt lời sau tuần tăng giá mạnh vừa qua. Bên cạnh đó thì các quốc gia sản xuất và các tổ chức lớn cũng có những động thái đẩy mạnh xuất khẩu nhằm xoa dịu lo ngại về nguồn cung.